mùa lễ Phật đản. Cờ đèn lên đây chùa Hương Khê, tổ dân phố La Khê, phường Hương Vinh. Đó, mùa lễ đi đâu phải cờ đèn. Chùa bên Ngô Đình, Lạc Tư Nguyễn Văn Linh, Nế Ngoã, Lạc Khê. Đây là địa lĩnh cũ đó, bây giờ là Nế Ngoã. Dạ, em Minh Vui xin chào tất cả bà con. Về trưa nay nặng cùng gắt dân đó, 35 độ C ngày nay. Hôm nay ngày 19 tháng 5. Đó, đi ngang qua đây là nơi làm nghề thủ công. Ô, ngồi làm nặng ghê đâu. Ngồi làm nặng được à? Chàng ngồi làm nhiều nặng đâu. Nghe nghe từ ngón tạo. Dạ. À, mình chế thêm cái bạc mà làm uống nặng ghê đấy. Mình nhờ ai đó họ làm cho. À, có tấm bạc tên thế. À, xa xuống mới mạc được hả? Ừ, chàng. Nghề này là đáng bỏ tôn nghề mà. Dạ, nghề nghề thủ công mà, dạ. Thấy chưa? Ngồi bỏ, có cái quạt bỏ bên cho mạc. Không phải quạt bên mạc. Nóng thêm nồng thêm ấy, chơi nồng quá. Thì có bụi á. Dạ. À, đỡ bụi đi hả? Đỡ bụi tổng ra ngoài á. Dạ. Không có đúng một cái ổng đúng. Dạ. Yeah. Tổng ra ngoài á. Dạ. Thì chứ không có bụi chứ là. Dạ, chứ làm nghề này là bụi dạ. Dạ. Ông làm hàng đi bỏ rắn ông bỏ cho họ đi bán hay là mình bán lẻ? Họ tới lấy à? À, họ con vẹ nữa hả? Mình là đúc đi thôi hả? Đúc đi thôi. Dạ. Mình phải núng. Núng. Núng xong bởi họ đến thôi như lấy hả? Lấy. Dạ. Mình lấy cái con vụ như cao phì. Dạ. Mình lấy con vụ này. Ừ. Dạ, con năm về cục đất sẹt đây hả? À, ông làm rồi đó hả? Rồi đó núng chưa? Hả? Dạ. Chưa không? Chưa đúng hả? Chuyển con đất. À, đáng đất. Dạ. Đất. À, đáng con. À, mình in cái khuôn đấy không hả? Ừ, bỏ lên khuôn in. In xong rồi phơi khô. À, là mình tầm cái này là cái gì đấy không? Đó. Tró lên hả? Đó, mình nấu đó. Tró, tró mình, à, mình nấu tró cùi đó. Ừ. Mình nấu cùi mình lấy tró. Không, cùng chủ. À, là mình cho là cho tủ đúng không? Rồi mình sang ra. Mấy con củ cho chặn cho đen được. Dạ, dạ, mình sang mình lấy cái chặn. Dạ, nó lo với con chặn đó mình lấy. Dạ. Yeah. À, lấy cái trụ một cái màu chặn thôi, con màu đen là không lấy. Đen là yên ra là ủ mặt. Dạ. Nó sáng. Dạ. Nó chặn đi, nó chặn ra, nó chặn. Dạ. Ở đây cái khuôn này và đây cục đất này. À, đất sẹt nên mình phải mua vùng mua về không hay là mình đây? À, mình đặt mua hết thế. Ý nó là đất chứ là lấy mình đây có không hay là vùng khác tới? Vùng sẹt hơn gặp đây hả? Con cái lì dù con cái bao nó chi đến đó. À, thì chỗ mua có sẹt là bạn đó hả? Ở như mấy lô gạch đó hòn đặt không mua sẹt nữa đấy hả? Dạ. Ừ, rồi chưa ông làm đó. Rồi ông làm chút. Có việc cũng bùi. Dạ. Rồi cái quạt đi vô bùi to nữa. À dạ. Yeah. À, xem ông làm. Để in cái gì đặng ấy nên cộng ra ngoài á. Dạ. Điện cộng ra ngoài. À, cho đỡ bùi vô nè hang đó. Rồi vô nè người nữa hay. À, cái này cái thẹp hả ông? Sợi giấy hả? Giấy thẹp hả? Thẹp là thẹp. Cái câu thôi.
À, thạch 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 tốt đó hả, thạch nẹp cái cấu á, nẹp à dạ để cấu cấu gỗ dạ con thạch với mình đây à, ra ra đó là tường bà ông tạo đó hay không thạch mình thì món dạ à mình tầm cái này để cho lóc ra không hay khoai dính đó dạ tầm to mà to trụ mà gỗ như gỗ lim nha con, gỗ như lúc được rồi à, gỗ lim hả phải gỗ lim con gỗ như đây được phải dạ à chà lấy chà một cuốn bộ 500 rồi à mình chà một cái cuốn hả 500 là gỗ của mình á, là gỗ của họ gỗ mình nhé à là họ chà nó lại 500 nghìn một cái cuốn hả à dạ à đúng rồi mong là mong đi hay là mình phải là đi kiếm cục gỗ khác phải không 160 xuống à 160 xuống hả cũng chơi mong hết thôi hả mai dùng băng luôn một chỗ lái dạ khá chà hay mà thôi rồi lấu máu bắt đầu mới khô ba ngày nặng đấy hả nặng 34-35 độ không phải ba nặng à rồi khô xong rồi làm răng được không mình lo rồi bắt đầu đúng lo hả đúng lo vô dạ đúng xong rồi đó lo chuyện là trong đây à trong này có ai trong không anh đi cầu đi vô đạo có cái lo này trong nhà mình hả nhà à đó vô à là có ai làm đó hay ra dạ à đây coi à đây là bây giờ không còn nuôi chim nữa ở nhà ở cuối giờ nơi làm việc đây này chị à là chị ngồi vẽ tường ống tạo đó hả chị là chị của ống mà à dạ dạ ừ, có con dâu ngồi làm đó này à tường đây để anh xem sau khi đúng là cái mình phải cần dùng cái màu hồng lấy vô hay đang chỉ dạ dạ đang ngồi vẽ đó. Đấy, cái đi là tao mong thì anh à. Dạ. Có rẽ kim tuyển nữa hả? Dạ có chứ. Sáng mai kim tuyển nữa. Dạ. Đây là tường ống giữa là màu đỏ. Bên trái là màu vàng, bên phải là màu xanh. Xanh trắng vàng trắng ba màu mình ở đổi đổi à đổi qua đổi lại rồi hả dạ. À, rồi. Tức là hoàn thiện rồi chứ hay là con dạ, chi nữa không mắc về biên nữa anh à lần này chúng con về nè về dạ, mắc về mũi nữa con phải đòi sân mai đi chị sớm không dạ yeah. À là hồi vẽ cho ra hình tường luôn đó là ba xong đúng không đúng hồi xưa thì bạn không thôi dạ nhưng mà con lúc đi họ ứa mong dạ dạ theo thị trường thôi theo thời đây dạ cảm ơn chị hàng này mình làm quanh năm là vui rồi dạ à sau này ông nói sau này cái lò còn đúng ông ngồi trượt nặng quá ai đây lò đúng đây này đúng trụ như đang được bọc bông ông ngồi đập thấy rồi thấy lo rồi đẹp lo gòn gàng không ấy lo dạ lo chùm đỏ chùm cháo dạ nó mình chùm thì sáu rồi ấy sáu là mình chùm dạ chỉ nét vàng lá lá vô lại dạ những gạch như màu đỏ như gạch vậy đó dạ nó ngon xuống đó thơ là cô bé ừ đúng rồi mình nấu cho một tơi lửa là hàng chắc đó hết thành gạch đấy gạch đất là thành gạch đó dạ núng là chắc cũng lâu hả
Ủa lo chắc lâu hả? Lâu, mau. Lo đốt liên tục là khoảng mấy giờ? Ba ngày. Là mình vẫn chùm bưng cùi thương rồi chứ? Cùng tủ thôi, dạ. Cùng đốt bằng tủ luôn hả? Dạ ngay đi, một cái lên lửa thôi, khó. Khoảng quê lá. Nhà cũng thấy thôi. Nhà cũng thấy đề cơ sở đó chứ hết là mình làm rồi thấy không? Dạ. Mà cũng như là vô ngay. Dạ. Rồi mình vô cẩn thận. Nó vô cẩn thận. Dạ. Cứ như vô ngay mình vô cẩn thận. Mình trả cũng vô cẩn thận hết. Dạ. Lâu rồi. Dạ, 70 là con ngồi làm nó khỏe. Nếu ngồi làm việc thì khỏe không hết? Làm ngồi làm khỏe cho nghỉ ngơi mệt đấy. Chưa mà bắt nghỉ mệt đấy. Làm quen rồi dạ. Nãy mình không bấm bữa rồi, mà nói bữa thì sao? Là vẫn phải làm. Thế à? Dạ, quen lắm. Đồng tay đồng chứng ở ngay quen rồi. Làm cả ngày nha, chứ không có cả ngày. Nghỉ ăn uống xong làm tiếp. Làm việc nhà đó hả? Thắng à, quay bình thường ấy. Đây bình thường như thế này. Thắng mình ngồi thì mấy cái đó, mình gom. À, đi làm dọn dẹp. Thắng ăn dẹp. Theo việc đó hả? Dạ, dạ. Đây là địa linh đâu hả? Đinh Lang, địa linh là Lang chứ đổ hả? Đó là chùa Linh Đổ này. Đó. Đó là chùa Hà. À dạ. Rồi cái Đinh Lang địa lĩnh 51. Dạ. Gì thế hả? Dạ. À nó chỗ quá trời à. À mô gì thế chứ? Đó, gì đi ra đây đó. À về đoàn là cái đinh năm ngay đường đó hả? Dạ. Chú ông đó. Dạ. Con chú ba rồi về chú Sơn. À chú ông chú ba chú Sơn. Trời ơi, nghề này có ai hay. Nãy hồ nắng tự của chim. À dạ. Đừng nói mình là nghề truyền thống đó, họ đền họ. Dạ. Giữ bản sắc rồi đó. Có chim hỏi thấm. Để biết thêm nhiều nghề, giới thiệu ngành nghề đó rồi truyền thống đó. Rồi. Dạ. Đây mình ngang gặp ông làm hỏi thấm ông ta. Và vui à dạ đó đó họ muốn biết những cái nghề truyền thống của mình ấy dạ điện về kỷ niệm đó đúng đó đem về để kỷ niệm giống như có đến vùng là vùng té dạ ông làm thôi xong rồi bỏ cái thạc ra thôi con chúc ông sức khỏe ông ấy cảm ơn ông nhiều nha ông cho biết cái ngành nghề của mình đặt con bao nhiêu năm đấy con nhiều nhà làm ông hả đấy nhiều nhà làm hả à được bốn nhà thôi hả bốn em trong nhà thôi hả dạ con từ mua cỏ đúng là bốn người trong gia đình thôi đấy. Dạ. Rồi gia đình mình giữ nghề thôi đấy. Dạ. Ôi trời. Thôi chúc ông sức khỏe. Dạ. Nghề truyền thống. Và đó là con bốn anh em trong một gia đình đó đó. Là bảo tồn nghề đó. Vừa bảo tồn mà vừa là công việc chính của gia đình đó. Đó Huế thì có nghề làm tường ống tảo. Rồi dịp 2-3 tháng chạp thì bà con nhà đều có lễ cúng thay tường ống. Thì đều sử dụng tường ống tảo khu vực này đó, địa linh. Đó là nghề ông nói đó, nhiều người đến quay phim thì đó cũng là họ muốn
và những cái hình ảnh làng nghề truyền thống, bản sắc văn hóa của Huế nhá. Một trong những làng nghề truyền thống của Huế đó đang được bảo tồn gìn giữ. Và qua điện lưới ở đây là Bảo Vinh, khu vực phố cổ. Đây cũng là chùa. Rồi khu vực chợ phố cổ. Chờ Bảo Vinh buổi trưa thì chắc cũng vắng này. Nặng quá, che rèm che màng. Khu vực được chờ có giấy to đi mấy ngôi nhà đây rồi này. Nay mai làm lại bến sông. Bến sông được chờ. Bến sông Bảo Vinh, bến đò chứ. Năm nay nghe nói là bảo tồn sửa chữa lại các cái ngôi nhà cổ ở đây mà. Đi lang thang tìm hiểu các làng nghề cũng như thăm bà con phố cổ, thăm làng quê phố cổ Bảo Vinh ngày nay, biết thêm xứ Huế. Dạ, bữa nay hơi nắng đấy, ngày 19 tháng 5, nắng 35 độ C luôn, nóng quá. Lúc này giờ trưa rồi, 11 giờ trưa, khá là gắt. Hy vọng bà con cũng mà biết thêm những hình ảnh cũng yên vui. Em sẽ còn tiếp tục gửi đến bà con những hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo. Dạ, bây giờ em kết thúc video nha bà con. Thì xem mọi người không quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới. Hồi yên vui nha. Dạ, em xin chào và hẹn gặp lại mọi người.